Ở chợ tháng thiếu mà đi người bán thì đi đông, mọi người thì mua ít. Nay chắc chắn là phiên vắng rồi. Vì tháng thiếu, tháng có 29 ngày thì phải họp vào ngày 29. Nắng lắm, tôi vừa về trốn làm tí. Cái nhà này hay này, nhà bao tiền đây? 800. Giá cả nó cao lắm. 800. Đây, cây của bác Dương. Vâng anh ạ, hôm nay bán được không? Và sáng ngày thấy Trung chụp cái cây, có cái cây gì ở đây mà giờ chạy ra thì không thấy nữa. Trực, sách trực. Bán rồi đó. Đây đấy bán được bao nhiêu? Được. Về à Trung? Xe sớm thế. Nguyên một xe này. Hay quá nhỉ. Có anh Hải ra có khi là lại thích cây này nên. Ông lại không khoái cái dòng này. Hải mà. Ờ. Nhưng mini mà. Rồi. À vừa ra rồi. Nhìn rồi. Biết đi đâu rồi? Đi vào trong chợ. À. Ok. Ôi xì ba thân. Thôi. Hẹn mà phía sau. Hẹn phía sau. Tiếp tay thì cầm đấy thì có đi được không? Tùng có cây dạo này ở nhà cây gì đặc sắc không ạ? Đây cây này là bao nhiêu? Cây đấy 4 triệu. 4 triệu, cây kia chắc thế này. Cây đấy 5,5 triệu. À 5,5 triệu. Cây này sáng ra hơn nhỉ. Tan tác chưa mua ở chợ. Nắng. Nắng đâu? Nắng ha mồ. Để sang chỗ trường. Đúng rồi, người ít người biết. Thiếu, nhất là thiếu, thứ hai lại giữa tuần. Cái ngày bao nhiêu đây bác? Triệu 8. Hay phết đấy nhỉ. Hay, có lý hay mà. Thôi thôi nhưng mà hay. Ok bác, để sang bên này tí. Đây đắt hàng không anh? Bộ đề đúng không nhỉ? Cái này nhiều tiền không anh? Đây là đề đỏ hay là đề trắng? Đề trắng. À có cái giấy cũng hay này. Cái giấy này thì bao nhiêu anh? 7 triệu. Được cái nhỉ? Sao hồng sắc pháo nhỉ? Hồng sắc pháo. To lắc ghê chứ. Trời, cái chậu này cũng hay này. Chậu đất nung. Cái giấy hay, 7 triệu. Nhìn này, nó lúa hết thân này. Giấy. Cái gì? Hoa giấy. Cái chậu này biết ở đâu ra hay thế? Gốm. Gốm Bình Thuận. Hay nhỉ. Nhìn cái đoạn thân nó sướng nhỉ. Lắc. Nói chung là đường cua của nó thì riêng cái đường cua thì tuyệt vời. Ừ. Nó còn một cái ly thế này nữa. Cũng đồ của nó luôn. Bình Thuận. Cao. Gốm trăm Ninh Thuận. Cái giấy 7 triệu. Đây anh ơi. 5 triệu. Chậu này là chậu hồng quang. Tức là cái gốm hồng quang. À, đúng rồi. Đúng là thuộc tiền hiếm đấy. Bây giờ không thấy có gì hết rồi. Chậu cổ dày nhỉ. Đây có con bự thế anh? Cái con này
trắng mang 2 cây bán được 1 cây. À thế. Con này thì bao nhiêu? Được chưa? Con này nhiều tiền không? À, đấy, con này hả? Con này 27 triệu. 27. Vừa phải nhỉ. Con điền nhỏ này đẹp. À điền. Con này vừa vào 7 triệu thôi đúng không? Thả nước, không đá thả nước. Đi xe không ạ? Xe gì đây? Có sợ gì không? Quái. Quái cây. Điền, điền. Nhìn nếu mà đây cây thả nước mà nhìn là thế này mới bóc ra đâm ra nhìn tưởng là quê nhưng mà nhìn cái lá lại là điền. Chợ trưa, xi búp đỏ. Để cho những chậu tàu đẹp hết. Ô chắc. 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 Ô con tục bi nhỏ nhỏ hay chứ nhỉ. Tiếp ngậm sẹo ra man nhỉ. Được. Kệ nó không ý là nó ý là nó ngậm khỏe nhỉ, nhất hòn đá này nó ngậm chùm cả hòn đá luôn, nhanh nhỉ, da thì rất mỏng nhỉ, ngậm rồi be luôn đấy, mới cắt thì bao nhiêu đâu, bỏ 2 tháng rưỡi, không bôi gì đúng không, tẩm giỏi nhỉ, bo không nữa. Đấy ngậm hết, được chỉ có đầy thôi, hay nhỉ, này nhiều tiền không anh, à, nhiều tiền cái này, để làm xong, cầm làm xong ra, hơn 2 triệu. Nhúm nước sạch. Cái này nhá. Hạ cái này xuống này thôi. Đấy, đã nhả nó bay. Xì, xì. Hay đấy, con đấy hay. Điền. Con này thợ về nuôi thì được đấy. Đúng rồi, con đấy nuôi thì nó... Sau này kiểu gì chỉ có tiền. Cái to thì ăn nhiên. Giá hợp lý. Về nuôi là có tiền. Quan trọng là ai mang về nuôi thôi. Đấy. Cái vọng cách này à là vọng cách nhỉ. Ờ. Tuyệt vời đấy. Tường vi này nhanh lắm. 3 hôm nữa là lại phun lộc đỏ. Đúng rồi. Quá quá nguy hiểm, quá nhỏ luôn đấy. Tuyệt vời. Hay những cái tường vi. À cầm tay. Găng tu hú. Lấy nhiều tiền không anh? 5 triệu. Găng tu hú. Giống nhau ấy. À. Ông nào mà lấy được cây to thế này? Bà lại không biết không thấy đâu này, kỷ gia con này. Bà là mình gia có kỷ niệm nhau con này. Em á? Yêu ái thế cơ. Để đấy em cắt thì nó hết mất. Bà là quà của em đấy à? Ừ. Thật à? Hôm trước nói đùa thôi. Không. Nó có đáng kỷ niệm thật à? Đấy, thì cảm ơn anh. Quà là phải lấy rồi. Rất cảm ơn anh. Cưới là 1 triệu ạ. Chậu nó mất cái sao rồi, chậu tàu rồi. Rất cảm ơn anh. Lấy bằng nữa được không? Ra chậu tàu ạ. Được quá đi chứ. Dạ vâng. Đến chiều được đi 200. Ngay quá. Lại còn... Ngay quá. Qua như bạn cưới đủ nước rồi đấy, giờ để vâng. Vâng.
bác giữ cho nó được giàn cành. Rất cảm ơn bạn này vui chứ cắt đứng thì là gì đó. Ở ra chợ lại có quà, vui quá, tuyệt vời đấy. Cảm ơn anh nhé. Mình chỉnh từ cái phôi thành cái cây hoàn thiện, à, thành cái cây chơi được. Không đi chọn 300 được không? Dạ không ạ. À. Cảm ơn anh nhé, ừ, đẹp quá. Ok, ok. Tuyệt vời đấy. Cây bao nhiêu? Dạ, cây gỗ chắc đấy. Hả? Cây gỗ chắc đấy. Vâng, cây là 7 triệu. Chắc 7 triệu. Đấy. Và đi ra chợ tí lại có quà này, vui quá. Có cái dâu ca đây không? Đây là cái tiền. Găng tu hú. Kinh. Đoạn này. Găng tu hú. Rất khỏe. Tung găng khỏe. Rộng và rất khỏe. Này nó ra hoa đẹp lắm. Đấy, hoa nó vàng. Rồi. Hoa dày, cánh nó dày. Đẹp. Chơi được lâu. Cây rất nghệ thuật đấy nhỉ. Kỹ. Triển lãm vô tư đẹp, về chỉ được chơi thôi. Con tường vi này hoàn thiện là còn chưa đẹp. Vâng, làm nó ra vậy lúc mà nó chụp nó đẹp này thế thôi, chỉ trong vòng nhanh lắm. Thế thì phải giật phát nữa đi. Ủa, giật thế giật nhiều quá, mấy hôm nữa nứt tỏi ra ngay đầu hết tay. Cái này nhét hòn đá vào đây cho nó bịt tất tần tật cả, cái này nó lối thành một luôn, là sao cắt một cái miếng được, là vừa vít đúng rồi. Cái này nó lối cầu xong luôn, mề nó lối nhanh chia làm bì từ bì nó lối quá hay. Đẹp đấy, cây rất hay. Chà bán vâng, con này mặt này hay, con này mặt này nhìn thích. Hàng thì nói chung là cốt cách thì rất là tiêu, cái tuổi nó không cao, nuôi thôi, về nuôi cây cốt ra là hàng đất lên thì bao giờ nó cũng ấy, nhưng mà đời nó không bị béo. Vâng, nhưng mà cái con này đem để trong tối qua, lôi nó ra qua tối qua bằng hai anh em đưa nó ra ngoài đã tiện cho lên xe luôn, đi bán được, bán được về sẽ định hình làm được một lần. Vâng, giá cả hợp lý này là dễ lên đường gặp người không? Ok rồi. Xin cảm ơn anh Trương.